Chị nó mới ăn xong rồi nó ăn nữa nè cô chú. Mẹ con đi về là lấy xe này đi ra ngoài đi dạo nè cô chú. Cho cái mỡ vịt này vô nè mọi người. Cái món khoai tây nướng với mỡ vịt này rất là ngon mọi người. Cô chú ơi, sáng nay chủ nhật thì hai anh của Chi Chi đang chuẩn bị đi về nè. Sáng ra 9 giờ sáng là phải về tới nhà. Cho nên là bây giờ 8 giờ 50 là ba Chi sẽ chở hai anh về. Rất là đúng giờ nha mọi người. Cứ đúng 9 giờ sáng là đến đây ha. Rồi sáng chủ nhật là 8 giờ 50 là ba Chi sẽ chở về làm sao mà đúng 9 giờ là sẽ về tới bên kia đó mọi người. Bye Cam. Ai vẽ nè? I did. Trời ơi, vẽ cái gì vậy? Hello Chi Chi, chị ngủ hả? Xin chào công chúa. Nè, lên đi. Xin chào công chúa. Chị xin chào ông bà cô chú hay chị? Chị nó ngồi xe hồi nãy giờ nó mệt quá nó ngủ rồi cô chú ơi. Hello, xin chào tất cả cô chú, chị và các bạn. Sáng nay chủ nhật sau khi Tony đưa hai cái anh bạn nhỏ đi về thì cả nhà mình sẽ đi đến một cái thành phố. Cái thành phố cũng ở gần Liverpool luôn. Tên là Southport. Đây là một cái thành phố biển rất là đẹp mọi người. Ở đây cũng là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Anh luôn. Hôm nay trời nắng rất là đẹp, dự báo là trời nắng cả ngày luôn. Cho nên gia đình mình quyết định là sẽ đi xuống đây chơi. Tại vì cũng lâu rồi chưa có xuống đây đó mọi người. Cam Chi mệt quá kìa cô chú ơi. Chi lạnh hả? Có lạnh không con? Trời nắng nhưng mà lạnh cô chú ơi, có 4-5 độ thôi. Ở đây mình thích nhất là cái khu hồ này nè mọi người. Có thiên nga kìa, ngỗng, vịt, chim quá trời luôn. Cái hồ này rất là rộng, đi dài xuống dưới kia luôn, hồi đi xuống cái cầu đó đó. Đẹp lắm, nhìn cảnh đẹp lắm. Mùa hè thì ở cái hồ này có đạp vịt nữa mọi người. Đạp vịt giống như là ở đầm sen của mình đó. Cái hồ này nước trong lắm nha. Tại vì cái nước biển mà, nước biển từ ngoài biển ở ngoài kia nó đi vô đây nè. Cô chú thấy những cái con thiên nga đó nó bằng Chi Chi luôn kìa cô chú, là biết nó rất là to luôn. Ở đây có cái băng ghế cho mình ngồi phơi nắng ngắm cảnh nè các bạn. Đây là cái khu yêu thích của Chi nè cô chú. Chi nó vừa chạy vô đây nó thấy là nó leo lên đây liền luôn nè. Mommy, cuckoo, cuckoo, kid. Giờ đã vô được cái quán ăn trưa rồi nè mọi người. Cái quán này cũng rất là rộng luôn, có quầy bar. Và mình thì không có ăn, tại lúc nãy mình vừa mới ăn xong là đi luôn á, cho nên là không có đói. Ba Chi Chi đã đi gọi đồ ăn rồi, chỉ có Ba Chi và Chi ăn thôi. Chi nó mới ăn xong rồi nó ăn nữa nè cô chú. Cái này giống như cái bánh mì nướng á. Bánh mì nướng What is it inside? À, bánh mì nướng với thịt nguội với chia giống như ở nhà mình làm á mọi người. Hôm nay là ngày của Chi Chi nha cô chú, cho nên hôm nay mà Chi nó muốn chơi cái gì, nó muốn ăn cái gì là ba nó chịu hết trơn luôn á cô chú. The ride is about to start. Children, stay sat down until the ride is finished. Thank you.
giờ đi về rồi mọi người ơi. Chi ba nó đẩy ra tới bến xe ngõ ngủ trong xe luôn rồi kìa. Ngủ trong xe đẩy luôn rồi nè. Dạ. Trời tội nghiệp chứ kìa. Gái thôi. Gái thôi nó ngủ gục kìa kìa trời. Gái ơi, ủa. Gái sợ. Ủa tưởng nó ngủ mà ngồi mở mắt rồi sợ kìa không. Đi về con. Hồi sáng này mình tới đây không có một cái xe nào hết, chỉ có xe mình thôi, bây giờ chật hết trơn luôn rồi nè. Chi nó lên xe ngồi nó vừa nghe nhạc nó vừa nhún nhảy hát theo rồi cô chú. Nhưng mà do có nhạc đó cho nên là mình tắt tiếng với mọi người, mình không có để tiếng được. Ba Chi chở hai mẹ con đi về là lấy xe này đi ra ngoài đi dạo nè cô chú. Tại vì mùa đông lạnh nhưng mà xe để trong nhà xe lâu quá không có đi đó, là bị sợ là hư pin đó, cho nên là phải đi ra ngoài giống như khởi động cho nó nóng máy á mọi người. Mà anh rất là kỹ luôn nha, mỗi một lần đi về xong là rửa xe vậy đó, đi có một chút xíu hơn tiếng cái gì mà là đi về cũng rửa xe, lau chùi sạch sẽ rồi mới để trong cái gara. Cái xe này mà mở cái máy lên hen, từng sợi dây điện, từng cái ngóc ngách ở trong cái máy xe là rất là sạch luôn đó mọi người. Đây ở trong cái máy nè mọi người, thấy sạch sẽ thấy ghê luôn, không có một miếng bụi luôn á. Thì cô chú anh chị và các bạn, tối nay mình sẽ làm món steak, món thịt bò và khoai tây. Khoai tây cái này gọi là baby potato đó mọi người, là khoai tây nhỏ nhỏ thôi à. Trước khi mà mình làm khoai tây thì mình sẽ ướp cái thịt bò này trước đó các bạn. Mình sẽ massage muối với tiêu cho nó thấm trước, rồi mình để đây mình sẽ làm khoai tây xong mình sẽ hồi đó mình sẽ chiên thịt bò sau. Mình cứ lau cái thịt bò này cho nó khô nè mọi người. Đó, như vậy là được rồi đó. Mình xay tiêu vô. Dầu ô liu. Làm hai mặt luôn đó mọi người. Mình rắc cho đều hai mặt luôn các bạn. Mình massage cho đều hết mọi người, xong rồi mình để đây. Mình làm khoai tây trước, xong rồi một hồi nữa mình sẽ chiên thịt bò sau. Tây này nè mọi người, thường người Tây á, là người ta sẽ ăn cái vỏ luôn, nhưng mà mình không thích ăn vỏ mọi người. Người Tây bên này là người ta để nguyên cái này nè, người ta cắt ra làm đôi là người ta sẽ nấu đó, nhưng mà mình thì mình thích gọt vỏ, mình không có thích ăn cái vỏ này các bạn. Cứ gọt hết hả mọi người. Mua khoai tây lớn á, cái củ to thì gọt với cắt nó nhanh hơn mọi người, nhưng mà cái củ nhỏ này nè, mình thấy ăn cái củ nhỏ này nó ngon hơn là cái củ to. Nó như vậy đó, nhờ rửa với muối cứ làm cho hết mọi người. Khi mình đã rửa khoai tây với muối á các bạn, xong rồi mình sẽ cho vô nước luộc ha.
thêm một miếng muối nè mọi người. Mình luộc đến khi nào mà khoai của mình đó nó vừa chín tới là được ha các bạn, đừng có để cho nó quá mềm ha các bạn. Bây giờ trong lúc mà mình đợi luộc khoai tây đó, mình sẽ làm món xà lách mọi người. Hôm bữa khi mua được cái cà rốt này nè, cái cà rốt cầu vồng này nè các bạn, làm xà lách rất là ngon. Khoai tây của mình đã vừa chín tới luôn rồi cô chú ơi. Giờ mình sẽ cho ra đây. Mình cho ra đây xong rồi mình cho cái mỡ vịt này vô nè mọi người. Cái mỡ vịt này mình mua ở trong siêu thị nè. Cái này để vô khoai tây á, nướng rất là ngon luôn. Cái này hôm bữa ăn Giáng sinh ở bên nhà ba mẹ chồng Kim đó. Xong rồi mình thấy mẹ chồng nướng bằng để cái mỡ vịt này vô nè. Xong rồi mình về mình tìm mua. Chứ hồi trước đây không có biết các bạn. Nếu như mà mọi người không có mỡ vịt á, mình để cái bơ á, cái bơ vô nướng cũng ngon lắm các bạn. Mình nếu như mà không có mỡ vịt. Còn hôm bữa mình ăn của mẹ mình làm để cái mỡ vịt vô đó, ăn rất là thơm mọi người, nướng lên ăn rất là thơm. Hôm nay mình làm thử. Mình nghĩ ở Việt Nam mình chắc dễ kiếm mỡ vịt đó các bạn. Vịt bây giờ người ta nuôi đó, cho ăn thức ăn nó mỡ nhiều lắm. Mình nấu ăn đó, cái mình vớt cái mỡ lên. Hoặc là mình lấy cái mỡ vịt đó mình thắng. Mình thắng mỡ lên để dành xài. Mình mới để cái mỡ vịt vô mình chưa có nướng, mình nghe mùi thơm rồi đó cô chú. Kim thường mà nướng khoai tây á là Kim cho vô thêm hành đó mọi người, củ hành đó cho nó thơm, khoai tây của mình thơm. Để cái củ hành này vô là nướng một hồi rất là thơm ngon luôn đó các bạn. Ở Việt Nam mình á, bây giờ hình như là nhà nào cũng có cái nồi chiên không dầu ha mọi người. Mình để vô cái nồi chiên không dầu á, mình làm cái khoai tây này nè, ăn rất là ngon luôn. Mình luộc hình như là khoảng 5 phút hay bao nhiêu đó, khi mà cái khoai mình nó vừa chín tới thôi. Đừng có mềm quá ha các bạn, xong rồi để mỡ vịt vô hoặc là bơ á. Xong rồi nướng. Cái này Kim nướng ở nhiệt độ là 180 độ. Khoảng 20 đến 25 phút đó mọi người. Cái này nó cũng chín rồi, tùy mình muốn ăn nó giòn hay là nó vừa xém cạnh thôi thì mình để hơi lâu hơn một xíu ha. Rồi đó, như vậy là Kim để vô lò nướng nướng ha. Bây giờ qua tiết mục xà lách nè mọi người, mình sẽ mài cái này ra nè. Cái này nó hình như nó hơi mỏng quá. Mà bằng cái này thì nó dày hơn.
Chú ơi, sao một hồi giật lộn với cái này nè, rầy da tóc dãy luôn. Đã xong nhưng mà những cái này nó sát quá, mình không có bào được đó các bạn. Bây giờ mình sẽ sắt. Cái này lần đầu tiên mình ăn luôn đó mọi người, rất là ngọt luôn á. Lần đầu tiên mình thấy cái cà rốt là màu tím này nè, xong là mình mua luôn, ngọt lắm. Cái cà rốt màu vàng này cũng ngọt nữa mọi người, nhưng mà không có bằng cà rốt màu tím nha. Mình làm tới đâu là mình cứ lao tới đó vậy đó mọi người. Đây cô chú thấy cứ trước bụng mình khi mà Kim nấu ăn đó là lúc nào cũng có cái khăn hết á. Tại vì mình không có thích cái chỗ mình nấu ăn mình mà nó bị ướt với lại nó rác rến, nó dơ đó mọi người. Thế thì cái rau xà lách mình đã rửa rồi nè. Bây giờ mình sẽ sấy cho nó khô. Cái gà rốt là lúc nãy mình rửa xong rồi mình mới bào đó các bạn, cho nên là bây giờ mình không có rửa nữa. Mình rửa nhiều quá là nó sẽ hết ngọt đó mọi người. Mình sẽ cho cái sốt dầu giấm này vô mọi người. Cái sốt dầu giấm mình mua sẵn siêu thị người ta làm á, khỏi phải làm. Hôm nào Kim sẽ làm cái sốt dầu giấm tại nhà, chia sẻ cách làm với mọi người ha. Lúc trước đi học có ở trường thầy giáo dạy nấu ăn cũng có dạy mình rồi, nhưng mà bây giờ nhiều khi làm biếng á, mình mua sẵn siêu thị nó nhanh mà nó ngon nữa mọi người. Trộn lên, sẽ để vô tủ lạnh ha, xong rồi sẽ đi làm thịt bò. Khoai tây của mình cũng sắp chín rồi. Cho lửa thật là lớn nha các bạn, lửa lớn nhất có thể luôn á. Xong rồi mình cho dầu ô liu lên. Mình sẽ cắt một ít lá này nữa nè. Lá nữa lên không kịp ăn luôn nè cô chú. Ăn quá ăn mà nó mọc không kịp luôn. Cái chảo nó nóng rồi nè các bạn, nó nóng nó bốc khói rồi đó. Là được rồi đó, mình sẽ cho thịt vào.
Khi mình hạ lửa xuống trung bình thì Kim sẽ cho tỏi vô với lại cái lá tạng hương á. Tại vì nếu mình cho tỏi sớm thì tỏi nó sẽ bị khét và nó cháy đen đó cô chú. Mình trở về lần cuối cùng thì mình cho bơ vào nha các bạn. Rồi tắt lửa mọi người ơi. Bữa tối đã sẵn sàng rồi cô chú ơi. Đây nè, khoai tây nướng rất là ngon luôn. Cái này khoai tây này vừa xém cạnh nè cô chú. Nướng bằng cái mỡ vịt này nó thơm quá trời luôn. Khoai tây nướng bằng cái mỡ vịt này thơm lắm cô chú ơi. Mọi người làm thử ăn nha mọi người. Ngon lắm luôn. Bữa tối đã xong rồi, xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Cái món khoai tây nướng với mỡ vịt này rất là xin ngon. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Lắm. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.